cái hôn gió của Elio, của Imo để anh ta không phải nằm xuống. Aroda bắt vào người Ares, mọi combo dùng người Ares. Ares đang bị kẹt, ôi anh ta cố gắng lướt rất nhiều lần nhưng không thành công. Người bị kẹt tiếp theo là Hiro, nhưng Amine vẫn đang tiếp tục bắn. Kiya đang combo ngược và Taki phải đứng che đồng đội của mình. Amine đang là nạn nhân nhưng Taki là người chết trước. Hiện tại cuối cùng, boom! Một tình huống mà Kiya đã sử dụng cái bước nhảy của mình và sử dụng hai thế giới, và nó là một cái giao tranh quá mãn nhãn của GAM. Và GAM Esports có một pha giao tranh cực kỳ mãn nhãn. Khu vực đường trên thì sao? Na đâu ơi, một pha na, có tên là solo kill hay chăng đây? Hackbait, một khi đánh thường nó tóc mấy chết rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống ở đường trên. Một tình huống mà đá ném chúng đến từ Hasmet. Đây là cơ hội để Hasmet có được điểm solo kill khi mà anh ta tiếp tục có những tình huống ném đá liên tục là thành công vào người của đối phương. Sau đó là một tình huống xuống dạng Na tí nị nhưng vẫn câu đá. Chúng ta sẽ cùng xem lại điều này. Tốc độ đến từ Áo Trong Mây là quá cao và Hasmet chưa thể biến về được. Taki có thể tanh trụ trường nhịp này khi mà khiên vạn thượng giới người ta đã hồi lại rồi. Nhưng đòn đánh ngư đang bị né đi. Hasmet xử lý quá hay ở trong khu này. Anh ta không nằm xuống nhưng Yusa đang tới, anh ta có tốc biến. Và Hasmet sẽ xử lý như thế nào đây? Có rồi. Có Amine rồi, mở đường đến từ Hasmet. Thôi. Và đến đây thôi. Đến đây thôi. Tâm máu mà cân ba thì ác quỷ quá. Đang có Amaron thì càng nhanh càng tốt. Trong khi đó thì Hasmet đang là người đẩy. Đây là pha combat 4 đánh 5 hơi thở sống kích hoạt lên. Yoshino chỉ có 1/5 máu mà thôi. Tiếp tục búp lên, hợp chất tung ra. Amaron được gương tay cho Team World. Thì Flag họ quay trở lại trả sát thương. Kiya đang tới. Anh ta tiến vào phía đội hình của Aikin, có thêm một cú dịch chuyển đến từ Imo và Imo không có lệnh sóng âm nha. Bẫy được đặt sẵn, Imo không đặt bẫy. Anh ta tấn công vào Bia, Elo cũng tốc biến lên. Nhưng Aikin đang dắt nhau về đường, hạt không nổ kích vào đầu Kiya, ta phải bước lùi một bước. Levi tiến tới, đánh dấu được hai người, anh ta ngủ được ba người. Ba người bị ngủ, Aikin sẽ mất một người, mất hai người, tất cả kill cho Imo. Nane tới ở tiếng sau, làm choáng, chưa dứt điểm được Isilop. Isilop chạy được, ba người của GAM đang tấn công vào Nane. Anh ta nhảy vào tiếp, tất cả kill cho Nane. Những mục tiêu của Levi, cùng ánh sáng của Isilop không xuống. Nane quay lại tấn công Levi thêm một lần nữa, dính cường qua xoay tròn, phải chích phản đòn như vẫn đâm. Và đó là giao tranh dành cho bên phía GAM Esports với 4 ma hà gục của họ trả lại 2 ma hà gục dành cho bên phía Viking Esports. Họ có được một lợi thế trong hai giai đoạn đầu này. Xuyên tấn kích khá thành công, chờ được cú nhảy đó và tình huống nhảy vào giữa cho hai thành viên xuất cơ hoàng và Hiếu Ba đang bị kẹt lại. Lại một lần nữa bị hất tung lên phía bên này đang đánh nhau liên tục và Tinis đang cần phải lùi. Sogun làm chậm Davis, cánh còn lại sau đa là phải tốc biến để có thể bỏ chạy. Sogun vẫn đang gây sát thương không hề ngừng nghỉ. Guri đang tới, anh ta trói đã đúng đấm một kill cho Guri. Cả hai mọi người chơi đều đã có những trang bị lớn rồi. Thì có thể là Sukiru dành cho Play Guri không đây? Chúng ta tính ra tốc biến với Lia Play. Và đây là solo kill dành cho sống lưng kim cương của team Flat. Dịch chuyển đặc sử tâm vô cùng cao tính từ Game Sport. Sứ giả phải quyết bị cancel lại và vẫn đang kẹt lại mưa tên lửa để được bồi vào. Và mọi thứ đang dồn vào người Elio. Elio đang cố gắng bò chạy phía bên này. Aroda đã tìm chiếc mũi nhiên kia. Đang cố gắng lướt phía cánh còn lại là viên nhắm tặng vào người Amine. Amine bị tấn công liên tục. Imo là người lướt lên và ta tìm kiếm được cú đấm một kia cho bản thân mình. Yusa vẫn đang muốn đám Amine. Amine tiếp tục tỏa sáng nhưng hình như đã không còn sự tỏa sáng nào nữa rồi. Imo còn một lần lướt nữa. Imo đang nhắm con mồi của mình. Kia đang tới tiếp cận cơ bộ ngư vào người Quares và Game Sport kỳ này họ đã đổi giành chiến thắng. Baron còn 4.000 máu, Guri đi thẳng vào, Levi đứng phía ngoài. Baron được giữ ở ngưỡng máu thấp, cuộc cạnh tranh trừng phạt. Sau đó, một tình huống mở chiêu cuối của Guri, Levi lao vào. Baron. Nhưng Levi mất nhiều máu và nằm xuống. Điện giật tung đội hình của GAM vào tuyến sau. Kiya lao lên làm cả 2-3 người. Kiya quẩy tuyến sau, Kiya đã bị tắt điện với KT. KT nhào tới bắn với Imo, KT dứt điểm Imo. Easy Lab là người cuối cùng của GAM còn sống trong tình huống này. Anh ta bắn phía KT nhưng chưa đủ sát thương dứt điểm. Anh ta lao lên nhưng vẫn chưa đủ sát thương dứt điểm. Anh ta bị đẩy vào và anh ta cùng ngã với cú quét sạch cho Viking. Quét sạch dành cho Viking. Levi đã cố gắng xuất sắc lấy được bộ lại Baron dành cho GAM Esports nhưng cả 5 thành viên của GAM đều phải nằm xuống. Trong khi đó thì anh Linh có cấp độ 5 và thứ ba là cấp độ 4. Và đây bằng tiến bắn lên có chưa có bói không đây? À, thế nhà thường rồi. Rồi. Cái thế này. Còn tốc biến nhưng solo kill. À không, cứ đùa thôi. Có thằng bằng tiến. Người dưới đây không solo kill được. Chúng ta được xem lại khả năng cao là phản đáp ánh tiến của Artemis. Tiếp tục lại đánh góc chéo, nó đi ngang qua bờ tường. À. Và khi nó âm tường như vậy thì để phản xạ được rất khó luôn. Cái góc này cũng rất khó trúng nha. Để bắn trúng thì rất là khó nhưng mà Artemis làm được. Một tình huống hạ gục rất là tốt để cho Hasmet có được điểm hạ gục và cộng thêm hai lực kim trụ. Trả ngược lại ở cái mảng bản đồ ngược lại của bãi sâu này. Rồi bắt lẻ thật. Và người bị bắt lẻ là Artemis. Artemis mất tóc biến đang bị làm chậm. W vừa rồi của Sogun đã trúng cung ánh sáng. Cái gì thế nhờ? Em ăn cái gì mà anh hay gì em? Hơn Easy Love thì sao? Easy Love vẫn còn hai phép hỗ trợ.
Nhưng mà làm sao né được Lilo tầm nhiệt, làm sao có thể né được những CC như thế này. Anh ta bị dính thiêu đốt, những phát đánh thương của Uri vẫn tiếp tục gây sát thương. Izlop nhảy tới trụ bắn Uri. Uri nhưng mà anh ta kéo được một người theo vẫn là quá thành công. Đó là trao đổi lời trên tòa bản đồ cho bên phía của Gaming Sport khi ở cánh trên họ hạ gục thành công được Nanoe. Để về chỉ đơn giản đó là nhiệm vụ video mà trong trận đấu tiếp này đang có những tình huống đánh nhau. Yusa có thể bị hất tung lên sân khấu, cửa được mở ra. Tiếp theo là một tình huống đang cố gắng gom người đã bị kẹt lại là Yusa. Yusa bị hạ gục, nhưng mà hạ gục thứ ba đã có và là Mine. Còn anh ta đang bắn không bị ngừng nghỉ. Levi bị kẹt lại bị Yusa tập kích. Taki đang trong dạng đi bộ, Levi đang muốn đáp trả nhưng không thành công lắm. Một pha né đấm điều khá hay. Easy Love anh ta đang có viên đạn cuối cùng nhưng không hỗ trợ thêm mặt sát thương, cho nên Easy Love tạm thời là giữ đạn đó cho những con lính của bản thân mình. Đánh nhau liên tục ở trên bản đồ và Hasmet là người cố gắng để có thể chủ động trao đổi chiến thức ở pha tiền đấu này, nhưng vẫn còn đó một cú phản công rất chí mạng để giúp cho BA có thể tới tung ra một cú combo chuẩn xác để hỗ trợ dành cho đồng đội của mình. Bên phía của Team Will họ đang muốn đánh Hasmet tấp biến về và hợp chân liên đoạn tung ra. Flanku đang tới, Flanku đang đứng giữa đội điểm vượt khúc ca lại tỏ tung ra cực kỳ đẹp và Flanku bắt buộc phải đấm bolo. Rakta lao vào xuống dạng ra tiền trần. Flanku ấy tấp biến về cùng với đồng đội của mình nhưng Artemis đã được bắn. Artemis bắn nát đội hình đến từ Team Flash. Artemis vẫn chưa muốn dừng lại, anh ta đang ngắm người tiếp theo. Bên phía của Team Flash họ đã mất đi ba người rồi, họ chỉ còn hai người chơi mid và rừng mà thôi, và rồng dành cho Team Will. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo trên kênh VCS Liên Minh Huyền Thoại để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất của giải đấu.